coi một đoạn báo có con đoạn hay đó mà, về đốt nhang đọc cho vị nghe nè, để vị thấy rằng cái nguyên lý mà những đức không đốt nhang nó có cái đặc biệt về trong Phật pháp, mà nó cũng có cái lợi ích của nhang bây giờ có lợi có hại sao. Dâng hương cúng Phật hay thắp hương tưởng niệm tổ tiên ông bà là nét văn hóa đẹp của người Việt, tuy nhiên không phải đốt nhiều mới được chứng minh, mà quan trọng là sự lắng lòng thanh tịnh, chí thành thì mới được giao cảm. Trong Phật giáo quan trọng là sự tu tập, đó mới là hương cúng dường lợi lạc nhất. Nhiều người quan niệm khi đốt hương, tàn hương cong lên là được chứng minh, không có chuyện như vậy. Đó là quan niệm không đúng, cần thay đổi. Hay đấy chứ. Nên quý vị đến chùa vì nghe nhiều cái có cái hay đó. Những đức có khi những tờ báo Phật giáo vậy nè, những đức thấy, những đức dạy, thấy đoạn nào hay những đức lấy viết, những đức gạch là hết, làm dấu để có lúc nào mình đọc cho người ta nghe. Đây là những người ta cũng hiểu biết những tư tưởng nó rất hay. Đó. Nên có nhiều người lắm: thầy ơi, nhà của con đốt nhang cúng Phật, ồ ôi cái nhang cháy xong rồi mà nó co queo lại tròn do linh dễ sợ luôn. Rồi thêm một cái nữa, ba mẹ mới mất, ba mẹ con về thầy ơi, hỏi ủa cô thấy hả? Dạ không thấy, con thấy con bớm ba vô nhà. Nó bay vô nhà mà nó cái đậu ngay bàn thờ ba con hoài. Con bơm bớm nó bay vô nhà thì nó biết đậu đâu, đâu thì đậu được chỗ nào thì đậu chỗ đó chứ. Tự nhiên con bơm bớm bay vô nhà nói ba con, mẹ con gì. Nó nghĩa là cái tư tưởng của mình học Phật nhưng mà cái tư tưởng của mình nó không có xác thực, hiểu không? Nó, Phật pháp là nó xác thực chứ ai mà nói mơ hồ vậy được. Đó. Nên nó nghe rồi khi mình gặp những sự mà người ta nói vậy đó, mình nói cho người ta nghe, không đúng đâu, đừng có nghĩ như vậy. Đó. Rồi có cô đến hỏi Nhân Đức, nói thầy ơi, có vị thầy nói rằng là ba con chết đọa địa ngục khổ lắm. Nhân Đức hỏi cổ, ông thầy đó có thấy không? Đố mà thấy. Ông thầy đó mà thấy là ổng chứng quả, mà chứng quả ổng cũng không nói vậy luôn nữa, không có nói vậy đâu, phải nhớ. Còn cô thấy không? Dạ không. Không sao cô biết? Thì con nghe nói gì con nói theo. Vậy mà cô cũng lo nó tào lao. Thấy không? Mày thấy rằng chúng ta ưa lo cái chuyện mà không đáng lo lắm, biết không? Nên phàm phu mình có nhiều việc mà không cần thiết lo mà mình đi lo. Nên mấy ngày nay những đức nói hai lần cái câu này nè: đi tu hơn 10 năm, ai hỏi đi tu được lợi ích gì, những đức nói ăn ngon ngủ yên thường an lạc. Việc càng nhiều, người ta nói thầy nhiều việc quá, những đức không thấy việc gì nhiều. Mỗi ngày ăn ngon ngủ yên thường an lạc mà việc gì. Quý vị biết những đức qua đài Tùng Lâm, những đức nghỉ làm việc luôn á, đặc biệt ghê luôn, qua bên đó là không có làm gì luôn á, mỗi ngày chỉ có niệm Phật thôi à. Nhưng mà cái mà ở trong một căn phòng bề ngang 3 thước, bề dài khoảng 6 thước, rồi đóng cửa phòng lại mà tới giờ ăn thì qua trước chút ngồi đợi cơm. Xong á, ăn cơm xong á, không làm gì luôn, trở về phòng đi vòng vòng niệm Phật chút rồi ngủ. Đúng giờ thức, thức dậy rửa mặt rửa mày xong niệm Phật. Niệm Phật xong tới giờ ăn cơm qua trước 2-3 phút ngồi đợi cơm. Ăn cơm xong rồi trở về phòng niệm Phật. Niệm Phật xong rồi đi nói chuyện Phật pháp, rồi xong công phu một thờ, rồi đi về bên đây. Cả ngày chỉ có vậy thôi. Vì thử làm đi. Nhưng trong thời gian trong phòng nó không được ngủ phi thờ, nghe không? Phải làm đúng á. Không được ngủ phi thờ. Ngồi trong phòng thời gian bao nhiêu chỉ có niệm Phật thôi. Nhưng đúng giờ ăn cơm là tự nhiên sẽ qua trước người ta mấy phút, ngồi đợi cơm, nhìn cơm đồ vậy thôi. À.
Nên nó ăn ngon ngủ yên thường an lạc, chỉ có vậy thôi. Rồi mỗi ngày niệm A Di Đà Phật. Năm nay bắt đầu tu vậy rồi đó, không còn nấu ăn rửa chén rửa gì nữa hết trơn. Nghĩ cái việc này không phải là mình chọn đâu quý vị ơi. Nhưng Đức thấy cuộc đời của những Đức hình như có cái người trên hơn những Đức sắp xếp. Ngộ lắm, sắp xếp hết rồi. Tự nhiên đã sắp xếp cho mình chứ. Cứ theo vậy mà tu thôi, chứ mình không phải muốn, mong muốn gì chứ. Đó, nên nó đặc biệt lắm, mà thấy nhẹ nhàng lắm quý vị. Đúng là đến lúc tự nhiên niệm Phật đặc biệt. Đến lúc mà giống như mình làm công quả hơn chục năm nay, tự nhiên đến lúc giống như nó niệm Phật được rồi. À, trong cảnh viên nào cũng niệm Phật được hết chứ. Làm cũng niệm Phật được mà. Mà bây giờ ở trong phòng đóng cửa niệm Phật càng tốt, tại vì có thời gian nhiều niệm Phật càng nhiều. Nên đặc biệt lắm. Nên Phật Pháp đặc biệt lắm quý vị. Mình nghe Phật Pháp gì cái tâm mình nó bình yên lắm. Chỗ hay nhất là mình có thể an tâm được. Chúng sanh người ta không tu thì người ta thường bất an đủ chuyện. Mình tu mà mình cũng bất an nữa thì có khác gì những chúng sanh không tu đâu quý vị. Nên những Đức nói rằng tu hơn 10 năm chỉ được là ăn ngon ngủ yên thường an lạc. Nếu quý vị tu mà được như vậy thì tuyệt quá. Quý vị nói rằng nhiều chúng sanh khổ lắm thầy ơi. Khổ là do gì? Chính người ta không hiểu. Nếu quý vị cũng là hiện tướng khổ nữa đó, thì lấy ai để làm mô phạm cho người ta nhìn? Giống như ai cũng ở dưới biển hết, vậy ai là người vớt lên được đây quý vị? Chúng ta phải là người tự tại đứng trên bờ thì chúng ta mới kéo người dưới biển lên được. Mình học Phật nó có cái khác. Người ta không học Phật thì người ta khổ, mình học Phật thì mình đừng có khổ. Vậy thì người ta mới cảm giác Phật Pháp có cái hay. Chỉ là cái hình tướng vậy thôi, mà người ta cũng muốn học Phật rồi. Còn nếu như mình học Phật mà mình cũng khổ, cũng lo, cũng nặng nề, vậy thì người ta nói học Phật cũng như vậy, có gì hay ho đâu. Đó. Nên mình nên để ý lại việc học Phật không có khó đâu. Nhớ, cái khó là cầu người. Chứ nếu chúng ta biết cầu mình thì không có khó. Cầu người là khó. Những tạp khí của mình mà không buông xuống thì khó. Còn nếu như mình biết cầu mình để buông xuống những tạp khí xấu thì là tu học không có khó. Tại vì cái việc tu học là việc cá nhân của mình mà. Mình chỉ cần coi lại những gì không phải, mình buông xuống, vậy thì việc tu học của mình có kết quả. Đã như công đoạn mà thắp nhang những Đức vừa đọc cho quý vị nghe đó. Đốt nhang không phải đốt nhang nhiều mà được chứng minh. Rồi tàn nhang công lại, không phải là chứng minh mà là sự chứng minh, là sự tu hành. Trong Phật Pháp là tu hành là quan trọng nhất, thấy không? Dù là gia đình mình coi lại, nếu gia đình chặt quá khỏi đốt nhang, những Đức đi qua bên kia cái là những Đức gầy liền, không nói chứ. Tại vì Hòa Thượng giao cho con mà. Tức khắc bàn thờ những Đức mua 3 cặp nhang điện liền, kim 3 cặp nhang điện lên liền. Còn cái chánh điện mà vạn Phật thì những Đức chưa nắm. Bắt đầu ngày 14 nè, nếu mà những Đức mà cầm luôn cái chánh điện vạn Phật á, thì quý vị coi những Đức sẽ đổi qua cặp nhang điện liền, không cho thắp nhang luôn á, không đốt đèn luôn. Biết sao? Vì đốt đèn hao dầu, mà có khi nó phật nó cháy cái chùa mình sao. Từ nơi đó nó vẫn có tác hại. Nên cặp nhang điện, rồi lấy cái đèn bóng điện con sen cái xíu thôi, để theo cái vị trí bàn thờ, vậy thì sáng rồi. Thực sự mà nói cái đó đều là biểu trưng hết thôi. Đốt nhang là để nhắc mình phải tu hành, phải đem cái hương thơm Phật Pháp mà chính mình tu để mà giới thiệu cho người khác. Còn đốt đèn, đèn là trí tuệ. Trí tuệ đây không phải ngọn đèn, mà trí tuệ đây là để nhắc nhở mình. Mình tu học phải dùng trí tuệ trong Phật Pháp để mà mình nhận thức được những điều gì không phải, mình sửa đổi. Những điều gì tốt thì cố gắng phát triển. Biểu pháp thôi. Nên những điều đó có cũng được, mà không có cũng không sao. Mà chỗ quan trọng nhất là chỗ tu hành của chúng ta, là chỗ quan trọng nhất. Thì một đoạn kết hợp với cái chỗ đốt nhang nè. Cái vị này là lương y,
Thôi chúng ta khỏi nói tên đi, lương y là biết à. Theo tôi biết, hiện nay trên thị trường hương hóa chất rất nhiều, từ tăm tre cho đến hương liệu làm hương, tất cả đều tẩm hóa chất. Những hương có tẩm hóa chất cháy nhanh hơn hương thường. Khi cháy xong, tăm tre cong lại. Điều này khiến nhiều người nghĩ đó là lộc chờ cho hoặc được Phật Thánh ấn chứng. Khi tiếp xúc với hương hóa chất làm cho hệ hô hấp, tim mạch, giác mạc bị tổn hại. Khi đốt cháy, chất độc từ hóa chất trong hương sẽ tác động đến đường hô hấp, dẫn đến viêm hô hấp mãn tính và phá hủy các tổ chức cơ thể, gây ho, chảy nước mắt, khó thở, tác động lên mắt, gây ngứa mắt, giảm thị lực, lâu ngày dễ gây ung thư. Tâm hương mà công được như vậy là do người dùng tẩm hóa chất axit cùng vài chất khác. Khói hương có tẩm hóa chất độc tính và tác hại tương đương với khói thuốc. Vì thế tôi khuyên mọi người tới chùa dịp lễ Tết nên thắp ít hương hoặc chỉ thắp nén tâm hương để tỏ lòng thành kính với tổ tiên chờ Phật. Đồng thời nên chọn những hương tốt chất lượng ở những nơi uy tín. Cách nhận biết hương tốt: hương chẳng mùi, thơm lâu dễ chịu. Hương cháy lâu nghe mùi trầm hoặc mùi thuốc bắc, bỏ ở ngoài có thể mấy tháng, một năm cũng không sợ mốc hay bay mùi. Còn hương quá chất thì ngược lại, dễ cháy, cháy nhanh, mùi nặng hơn, khó chịu hơn. Nên quý vị phân biệt được rồi đó. Đặc biệt nhất là thắp nén tâm hương. Đây là chỗ đặc biệt nhất quý vị. Nó đi đến chùa quỳ lễ Phật ba lại, rồi về nhà cũng là lễ Phật. Đó là hương tâm của mình để cúng Phật á. Đây là Bồ Tát Bổn Hiền dạy y giáo tu hành cúng dường. Quý vị nghe những cái bài này hay lắm á, quý vị nên gặp người truyền miệng. Trong gia đình của mình cũng không biết chọn hương nào, hương thật hương giả, thôi đốt nén tâm hương đi. Là dùng ba cây nhang điện trong nhà, mua cây nhang điện nhỏ nhỏ, đừng có dài quá, gọn gọn thôi. Tại phòng nhỏ thì nó phù hợp với cây nhang điện nhỏ thôi. Tự nhiên cắm lên lúc nào cũng có nhang đốt hoài mà không tàn, khỏi bụi, khỏi khói, lỗ mũi Phật khỏi bị đóng khói ha. Lợi ích biết bao nhiêu mà nói. Một năm mà số tiền mà đốt hương đó, vì làm điều tốt vẫn là đặc biệt hơn nhiều. Nên đốt nén tâm hương đi là thù thắng nhất. Rồi điểm chính là ba ly nước. Ba ly nước, hoa quả có hay không tùy duyên. Có khi mà cúng hoa vài ngày quên thai, héo queo, thúi ịnh. Nên nén tâm hương, niệm Phật hồi hướng, cúng Phật bằng câu Phật hiệu là đặc biệt thù thắng. Nào quý Phật tử khắp nơi nghe đó nghe. Nên chúng ta làm sao tiện lợi gọn ghẽ. Cái thời đại nó quá bận biểu mà bài bố thêm phiền phức. Nên cái người mà người ta hướng mình giải thoát á, là không có bài. Quý vị để ý mình ngoài đời mình kiếm tiền nha, khi bài nhiều cho ra vẻ có công. Tiền chi biết không? Có công để lãnh tiền nhiều, đúng không? Nên á, bài vẽ là vì tiền bạc mà bài vẽ. Và muốn cho người biết rằng mình bỏ công nhiều và khó lắm được, được. Nên khi đến cúng thì cũng phải là ghen gỉ đồ để mà nó ước ác để có tiền. Còn nếu mà nó không có tiền bạc gì mà thật chắc thì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, gọn ghẽ đúng không? Hoặc đọc luôn đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nghĩa là từng câu từng chữ đúng không? Còn nếu như mà mình cần thiết mà được gọi là mùi mặn được,
nguyện đem công đức đầy. Nghĩa là quý vị phải là làm sao nó bài vẽ. Còn cái này nếu mà quý vị thấy tiện lợi thì gọn nhất đi, Phật pháp là thật chắc ha, nó thật chắc nhất đi, nó không có cần làm cho người ta rơi nước mắt đâu. Đó là đời khổ muốn chết rồi mà bắt nó khóc chi nữa. Nói pháp là phải có cái hương vị vui vẻ. Mà khi niềm vui nó có được rồi thì nó mới tan biến những nỗi khổ đau trong cõi lòng. Chứ quý vị thuyết pháp mà muốn cho người ta khóc chi chàng. Có những người thuyết pháp là nói rằng tôi phải nói làm sao cho họ thấm đòn họ để họ khóc chi ạ. Chúng sanh nó đã khổ quá trời, bây giờ mà nói cho nó khóc chi, nói cho nó cười mới hay. Cười thì hết khổ, chứ đã khổ ngoài đời vô đây còn nghe ông thầy nói khóc thêm nữa. Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Nên mình phải nhận thức, phải làm sao mà có niềm vui thì nỗi khổ tâm của cuộc đời mới hết. Quý vị thấy rõ ràng là nỗi khổ mà nó dập tắt đi chỉ có đúng niềm vui thôi à. Niềm vui mới dập tắt nỗi khổ, và niềm vui mới đoạn mắt tham sân si. Niềm vui cho Phật pháp á, nó đoạn mắt tham sân si. Và niềm vui á là sống mới tự tại. Có nghĩa là niềm vui cho chúng ta sức khỏe. Đức Phật nói rằng sức khỏe là món tài sản lớn nhất của đời người. Mà sức khỏe có được là từ ngay chỗ nào? Là niềm vui. Và cụ Hứa Chiết bà sống hơn 100 tuổi, bà nói cả đời của bà là thường ha ha, nên bà sống hơn 100 tuổi. Còn những người sống hu hu thì chết mất đắc hết trơn. Thấy chưa? Mà từ nơi đó niềm vui là quan trọng lắm quý vị ơi. Nên mình về chùa mình phải hưng khởi cái tâm mình có một cái tiêu chuẩn giải thoát, tu hành, sống an lạc. Chứ nói rằng bây giờ cuộc đời tôi khổ quá, nghèo quá, làm sao mà an lạc? Thế gian này có mình bạn nghèo hả? Có những người người ta nghèo mà người ta còn bị cụt tay cụt chân, người ta cũng bị cười nữa kìa. Bạn chỉ mới có nghèo thôi mà tay chân chưa có cụt mà. Nhìn lên thì thấy mình không bằng ai, mà ai kêu nhìn lên chứ hả? Nhìn xuống thì thấy nhiều người cũng bằng mình. Nhìn xuống một chút đi. Từ nơi đó mình biết Phật pháp, mình tu hành. Có khi mình thấy cuộc đời mình quá khổ, mình thấy vậy thôi. Chứ nhiều người người ta khổ lắm. Người ta lê lết ngoài đường, người thấy không? Người ta đi xin ăn, người ta đi bán vé số. Mình chưa đến nỗi vậy mà. Nghèo chứ nhà cũng có gạo nấu lai rai mà. Tại vì muốn đổi món đồ ăn, muốn đi ăn nhà hàng, rồi đi ăn tiệc đồ, thì thấy nó nhìn cao quá đúng không? Chứ nếu mà nói rằng nhà có gạo nấu được rồi, vợ chồng sống nhau hạnh phúc được rồi. Nghèo trong hoàn cảnh nghèo thì sống theo hoàn cảnh nghèo thôi, chứ đừng có nhìn cao. Có chiếc xe Honda còi còi chạy thì được rồi, ai mượn nhìn hắt. Nó hắt lộn mèo luôn. Đúng không? Mình tu hành mình nhận thức đi. Ví dụ như mình có xe đạp thì mình nói rằng vợ chồng mình có xe đạp, làm về gánh gánh buổi chiều em lên xe, anh chở đi vòng vòng phố chứ. Người ta đi xe hơi kệ người ta, đi xe Honda kệ người ta chứ. Tay ga kệ người ta, tu chạy xe đạp chở vợ tôi được không? Xe đạp chạy từ từ, có gì thắng lại chắc ăn. Xe Honda lạng lách thắng lộn mèo. Đúng không? Quý vị mà có thể nhận thức được cuộc sống thì cuộc đời đâu có khổ đâu. Nhưng mà do gì mình có xe Honda rồi mình nhìn chiếc tay ga rồi lao mà cực. Rồi có tay ga rồi nhìn xe hơi rồi lao cực. Ngày xưa có cái nhà tranh thì muốn căn nhà ngói. Có nhà ngói thì muốn nhà đúc. Có nhà đúc thì muốn nhà lầu. Có nhà lầu thì muốn nhà biệt thự. Có biệt thự rồi muốn mua biệt thự chỗ khác. Thì cách đời của mình là lao trong cái khổ đau mà không dừng đó. Nên Phật nói vậy mà là thiểu dục chi túc. Biết đủ thì thường vui. Chúng ta mà biết đủ thì thường vui thôi. Nên từ nơi đó cuộc sống của mình nó đặc biệt lắm. Học Phật là đặc biệt lắm quý vị. Mỗi ngày chạy xe ôm cũng được thôi. Ngồi xe ôm nghiêu ngao niệm Phật. Khách đến thì chở đi một cua, quay về A-di-đà Phật. Nó cứ như vậy mà sống thôi. Nó có nghĩa là trong vị trí nào sống tốt, trong vị trí này. Học Phật là đặc biệt vậy đó. Nó đừng có đặt vấn đề nặng quá biết không. Nó nhiều người đặt vấn đề quá nên khổ. Người ta có chồng đẹp, cái số phận của người ta, chồng mình bị lé thì trời cho sao thì hưởng vậy đi.
Nên người xưa nói là củi tre dễ nấu mà trồng xấu dễ xài. Kêu nó làm việc nó dạ anh đi làm. Anh bưng nước cho em. Dạ anh bưng. Nó xấu mà. Nghe lời quý vị. Còn mấy thằng Ken nó đẹp trai, tướng cao ráo, nhìn đẹp á. Anh phụ em này coi, tự làm đi. Xong á mình thương quá, anh em vừa nấu cái tô phở này ăn đi anh ơi. Phở nấu gớp đẹp chỗ khác. Phục vụ mà nó còn không thích nữa đó, tại vì sao, vì nó Ken hơn mình. Còn bây giờ chồng nó xấu hơn mình nên kêu anh bưng nước cho em. Ừ đánh bưng liền, em đợi chút xíu. Tranh thủ bưng lia bưng lịa chứ, thấy không? Xấu dễ xài, thấy không? Đừng có chồng lé mà nhìn thằng chồng người ta. Cái này nó khổ lắm. Cứ về cứ trong lòng cứ nói, nhìn gương mình cũng đẹp mà, sao mà lấy thằng chồng cụ lằn quá vậy? Nó khổ tới rồi đó. Nó tới rồi đó. Ừ. Nó này là cái không chấp nhận, thấy không? Còn nếu như mà mình soi gương mình nói, chắc nhờ mình đẹp mà chờ mới cho mình chồng xấu. Nó kết hợp lại, đẹp với xấu nó trang trải nhau. Nhưng mà ảnh tuy gương mặt không đẹp nhưng tâm ảnh đẹp. Mình trang qua liền thấy chưa? Tuy là mắt ảnh không hai mí như người ta, nhưng tay chân của ảnh nhạy bén, làm giỏi ấy, biết không? Nó nên từ nơi đó mình lấy cái khác mình bù qua liền. Chứ mình đừng có nói sao chồng mình xấu quá, mình chỉ nhìn cái góc độ xấu thôi thì tự nhiên mình muốn bỏ chồng. Thấy không? Nó nên mình là người tu á, mình hiểu. Nó đều là có duyên với nhau để gặp ở cõi này không à. Nên đừng có chê trách người ta, biết không? Vậy thì quý vị sống trong hoàn cảnh nào cũng đặc biệt lắm, quý vị. Rất là đặc biệt. Có một đoạn người xưa dạy rất là hay nè. Chúng ta khởi một ác niệm thì gây ra cho toàn thể xã hội ảnh hưởng. Chúng ta khởi một niệm thiện thì giúp toàn thể xã hội được tốt. Tốt hay xấu là mỗi niệm của chúng ta. Quý vị khởi niệm thiện, quan trọng nhất là niệm thiện gì? Mỗi ngày quý vị niệm A-di-đà Phật là niệm thiện nhất, để ảnh hưởng tận hư không khắp pháp giới đó. Còn nếu như quý vị đưa lên những tư tưởng gì mà làm cho cả thế giới người ta sợ là quý vị toi mạng quý vị rồi đó. Nói chỗ kia chỗ nọ đang có cái nguy cơ gì tàu lao, làm cho người ta sợ hãi, thấy chưa? Quý vị cứ niệm A Di Đà Phật đi, vì nghe chi cái thứ đó, nhưng mà công mình lo sợ. Nên mình niệm Phật là đặc biệt nhất. Nói quý vị thấy, khởi một ý niệm ác thì gây ra cho toàn xã hội bị ảnh hưởng, thấy chưa? Nó nên mình là người niệm Phật á, bình yên được là do gì? Không biết nhiều. Không biết nhiều mà biết niệm A Di Đà Phật mới hay á chứ. Nó biết nhiều mà không niệm Phật không tu thì cái tâm mình nó lo âu nó sợ chết được luôn. Quý vị ngồi đây thấy bình yên dễ sợ chưa? Bình yên mà dễ sợ luôn á. Nên từ nơi đó bình yên mà. Không? Thấy ngồi bên nhau đúng là con người với con người với nhau, đúng không? Con người mà sợ con người nữa thì quá bất an à. Quá bất an. Từ nơi đó giờ biết tu rồi, tập ăn chay niệm Phật để có tâm thiện, niệm Phật mỗi ngày. Sống trong hoàn cảnh nào thì sống thật là tốt trong hoàn cảnh này. Đừng có đem sự lo âu rải cho người khác, nên đem sự bình an cho người khác thì chính mình sẽ có được sự bình an. Hạnh phúc nhất là bình an mà. Bình an thì ăn ngon ngủ yên, không bình an thì ăn không ngon ngủ không yên, ngủ không yên thì thế nào cũng điên à. Để coi mấy người điên là do ngủ không được, không căng thẳng thần kinh, bằng đêm ngủ không được, mắt trắng giờ, muốn lòi con mắt ra luôn, thấy không? Ngủ không được, ăn ngon ngủ yên là nhất định xuống như tiên, ăn không ngon ngủ không yên là điên chắc chắn. Nên tu hành mà làm sao nặng nội tâm được, cứ là sống cho tốt đi, sống cho tốt. Cái đặc biệt nhất là đừng có mong làm giàu mà đi thiếu nợ ha. Nên nó học Phật rồi thiếu nợ ai trả nợ hết đi, làm được nhiêu sống nhiêu, trời ơi, nó hạnh phúc như tiên vậy đó. Cái sướng nhất là không thiếu nợ người khác.
Quý vị đừng có đặt vấn đề, trời ơi thầy ơi, con có suy nghĩ cái chuyện mà con cái sau này nó lớn lên nữa thua xúc người ta. Trong tâm làm cha làm mẹ, con muốn mình tạo một số điều kiện của cải để mà sau này con mình nó đừng có thua xúc người ta. Thầy thầy nói chúng con cũng cố gắng, mà giờ càng cố gắng giờ càng nợ nặng nó nhiều quá thầy ơi. Nó thấy chưa, nó nói có phận cần gì lo, dạy cho con đàng hoàng đi. Còn gia đình của mình hiện tại sống nghèo nghèo cũng được, nhưng mà đừng có thiếu nợ người ta. Sống bình thường đừng có thiếu nợ, rồi mình gầy dựng cho con mình có cái nền đạo đức đi. Con mình nó thấy mình không có của cải nên nó cố gắng nó lo làm ăn, rồi nó có đạo đức, rồi nó có phước. Sau này tự nhiên con gái mình gả đi là gặp thằng chồng đàng hoàng lo làm ăn, con trai mình mà cứ vợ là tự nhiên cũng gặp vợ đàng hoàng rồi lo làm ăn, tự nhiên nó giàu có. Nên có phước á, thì là có phần, mà vô phước á, là vô phần. Quý vị mà cứ nặng nề hoài, con mình vô phước rồi dù để là bạc tỷ đi chăng nữa mà vào tay nó cũng phá sạch. Hiểu hiểu vậy đó. Nhưng mà thôi thầy, con nghe nghe vậy thôi, thầy nói cũng có lý, nhưng thôi con phải để dành cho nó chứ. Thấy không? Nghĩa là mình học Phật á, chỗ quan trọng là hành trì kìa, chỗ dám làm hay không dám làm kìa quý vị à. Bây giờ năm nay những đức hiện tướng cho quý vị thấy, ngồi một chỗ lo cho hai bên thế làm sao? Ngồi một chỗ lo hai bên đạo tràng luôn. Thử coi có cuộc sống không? Thử coi công đức niệm Phật đến cỡ nào? Đi qua bên kia ở một chỗ thôi, vừa xuất hiện trong nhà ăn một cái nha, tự nhiên có người cầm đến đưa liền, lo cho đạo tràng liền. Công đức niệm Phật đáng sợ chưa? Đặc biệt lắm. Nên càng học Phật thì càng tin Phật, càng học Phật cái lòng tin Phật cao lắm quý vị ơi. Mà tin Phật đây không phải gì Phật chắc đó đâu, mà tin Phật là tin cái việc mà niệm Phật để thành Phật đó. Còn ở thế gian này mà cái việc mà mỗi người có phước thì cuộc sống ổn định thôi, nặng nề gì. Cứ sống chân thật, đưa lên tư tưởng cho đàng hoàng, nên cái tâm tốt này nó có phước nè. Thế gian đang lo nhiều quá quý vị, đừng có nặng nữa, nặng nữa thì nó chìm luôn á. Phải vớt lên, vớt lên bằng cái tâm á, cái tâm thiện nó vớt lên đó, cái tâm thiện nó vớt lên. Còn cái tâm ai nó cũng chìm hết là nó ngẫm luôn á, chìm hết đó. Nên nhờ người học Phật mình nè, cái tâm thiện lành á, người ta không biết đâu. Thế gian tồn tại là nhờ còn tôn giáo Phật giáo đó. Các mối tôn giáo vẫn còn người cầu nguyện, Phật giáo vẫn còn người tu đó. Quý vị coi cái nơi nào mà có người tu là cái nơi đó bình yên vô sự lắm. Trang trải ra cho nhân dân đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, Phật đi đến đâu thành áp tụ lạc, đều được giáo hóa thiên hạ hòa thượng chờ chăn gió mát, đều được giáo hóa sống rất là an lạc tốt đẹp. Là ngay chỗ nào Phật đi đến đó. Phật đi đến đó là cái gì? Là giáo hóa. Là có Phật Pháp á, có Phật Pháp á. Còn quý vị coi cái địa phương nào mà tệ nạn nhiều là địa phương đó không có người giáo dục. Quý vị nói có mà, có nhưng không có thật chất. Nó phải có thật chất giáo dục để mới có lợi ích được. Phải nhớ, cái giáo dục là nó không có dính tiền vào, nó không có dính danh vào, nó không có dính cái địa vị vào, thì cái giáo dục nó mới có kết quả của nó. Còn nếu như cái nền giáo dục mà nó có dính tiền, dính danh, dính cái tâm bên trong, đừng có xạo sự bên ngoài, phải không đi. Phải thật sự từ tâm đi. Dù là mình còn là phàm phu, vẫn còn hư, nhưng mà nội tâm nó phải thật lòng, phải là thật lòng thật sự trong nội tâm của mình. Đừng có nặng nề về tiền bạc danh tiếng, đừng có nặng nề về cái cá nhân của chính mình quá. Có những việc chúng ta làm cũng tùy duyên thôi, đủ duyên thì chăng thật làm, hết duyên thì nghỉ thôi, cái gì đâu. Vậy thì cái nền giáo dục quý vị nó có sức ảnh hưởng lớn lắm, có sức ảnh hưởng rất là lớn. Không phải nói tu lâu tu mau gì, nhưng mà chỉ càng chăng thật vậy là nó có sức ảnh hưởng liền. Người ta vẫn có cảm giác. Thí dụ như quý vị nghe những đức nói chuyện, quý vị vẫn có một cái cảm giác gì đó. Từ cái miệng nói, từ cái ánh mắt của họ, quý vị cũng có cái lòng tin làm sao, với cái tâm nó phát tướng quý vị. Chứ thật sự nếu nó giả dối là nó hiện tướng liền chứ gì. Không thể nào lấy giấy mà gói lửa đâu quý vị à. Thật là thật thôi. Nên sống chân thật đi, thì ăn ngon ngủ yên, sống vui vẻ an lạc, đặc biệt lắm. Nhà khoa học nước Mỹ họ vừa nghiên cứu gen của con người có khả năng sống tới 2000 tuổi. Pháp sư Tịnh Không nói vậy thì phước hay quả? Những gì khoa học tìm thấy quá nhỏ. Phật nói khả năng con người sống 84.000 tuổi
Vậy khả năng lâu hay mau là do chính ai quyết định? Do tâm thiện quyết định. Còn nếu tâm bất thiện thì bộ máy này sẽ hư hoại mau. Thí dụ như Tôn giả Ca Diếp, đệ tử của Đức Phật. Tôn giả Ca Diếp hiện tại vẫn còn tại thế. Và đến khi Đức Bồ Tát Di Lặc xuống thế thành Phật, Tôn giả Ca Diếp cầm y bát đến để dâng lên cho Bồ Tát Di Lặc. Ngài vẫn còn tại thế ở Kê Túc Sơn. Và những người đủ duyên vẫn gặp được Ngài, Tôn giả Ca Diếp. Từ nơi đó vẫn là tồn tại. Từ ngay chỗ nào tâm thiện. Nên khả năng con người chúng ta rất là cao. Chính chúng ta phá hoại bộ máy này. Bộ máy này là chính chúng ta phá hoại đó. Nhưng nhân duyên, quy luật chúng ta đều phải chấp nhận đó thôi. Phải nhớ, sống lâu, sống mau gì, chỉ cần sống một ngày, sống tốt một ngày là ý nghĩa nhất. Thà sống một ngày làm thiện còn hơn sống 100 năm làm ác. Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Nhưng Đức cũng đọc qua công đoạn này cho quý vị nghe, để quý vị biết được rằng khả năng chống lão hóa, khả năng chống dịch bệnh của quý vị rất cao. Nó không có xâm nhập vào được từ cái tâm thiện. Từ cái tâm thiện lành của quý vị, dịch bệnh không có xâm phạm vào được. Quý vị không tin sao? Không tin thì phải chịu thôi. Không tin thì chịu. Còn nếu quý vị có lòng tin, dù có bị dính dịch bệnh, quý vị cũng là người rất tự tại. Vì sao? Vì biết đây là nhân quả. Trong nhà Phật thì nói như vậy. Nên trong Phật Pháp nhìn rộng quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn xã hội thì nhìn góc độ hiện tướng trước mắt, chỉ nhìn như vậy thôi. Còn trong Phật Pháp là Phật dùng cặp mắt trí tuệ gọi là Phật nhãn để nhìn được quá khứ, hiện tại, vị lai, nhìn sâu thẳm vào nhân quả của vô lượng kiếp. Nên người không hiểu thì không thể nào tin được. Chúng ta phải có thiện căn nhân duyên thì mới tin. Từ nơi đó quý vị là người học Phật hết sức là bình yên, trong nội tâm hết sức là bình yên. Chỗ này là chỗ đặc biệt nhất để giúp mọi người đó. Bình yên là chỗ đặc biệt nhất để giúp mọi người. Quý vị để ý, khi tâm chúng ta bình yên thì trí tuệ nhận thức rất sâu và góc độ để mà chúng ta giải quyết vấn đề rất nhạy. Còn khi tâm chúng ta loạn bất an thì tức khắc sự việc gì quý vị làm cũng rất là khó khăn. Thí dụ như hai bên những đức sắp xếp cũng khó chứ, nhưng mà những đức ngồi xuống cái là sắp xếp cái gì cũng xong hết chứ. Là do gì? Những đức rất là bình tĩnh. Rất là bình tĩnh. Nhiều thứ những đức không có đem cái những cái sự lo âu để vào tâm chi. Không có đem vào trong tâm mình lo âu là ngày mai hết tiền rồi, không có. Không có để vào tâm cái chuyện ngày mai hết gạo rồi, không có. Cái chuyện hết tiền và hết gạo là cuộc sống của chung đại chúng mà. Ai cũng phải cố gắng lo tu lo làm thôi, chứ đâu phải cá nhân mình. Tại sao mình đem mình làm cái đầu kéo mà đi bắt ăn chi để nó kéo không nổi đó. Nên cái người chủ gia đình là cái người mà truyền lửa cho gia đình. Nếu quý vị là người bắt ăn thì cả gia đình quý vị sẽ lo âu đó. Cái chỗ quan trọng của cái người trưởng gia đình và cái chỗ quan trọng của người trưởng gia đình, cái chỗ mà quan trọng của cái người cầm đầu của đoàn thể, cái quan trọng là cái người cầm đầu của đất nước. Tự nhiên họ mà bình yên, họ mà an tâm thì cái khả năng phát huy của họ rất là cao. Cái góc độ của họ chuẩn lắm, rất là chuẩn xác. Đây là xác thực quý vị. Còn khi mà lúc mà lo âu là rất là dễ bất an. Mà lo âu rồi nó làm cho con người chúng ta nó ăn không ngon, ngủ không yên thì nó dọa mình. Mà cái dọa mình là cái gì dọa mình? Cái bóng dọa mình. Cái bóng chạy theo mình, mà mình với bóng là một, vậy mà mình bị cái bóng dọa mình. Nên gọi là tự dọa mình mà chết. Tự dọa mình mà chết. Tất cả căn bệnh hiện tại chúng ta đang bị dính phải, không nhất thiết bệnh là chết. Nhưng mà do gì cái tâm sợ hãi và lo âu dọa mình chết. Nếu quý vị là người học Phật đều rất là bình tĩnh với số phận và số mệnh của mình, quý vị có thể làm được như vậy thì quý vị vô cùng đặc biệt. Vì cuộc đời của người Phật đã dạy sanh, già, bệnh, chết.
Lẽ dĩ nhiên là con người phải đi đến cái chỗ già, bệnh và chết. Quy luật không thể nào ở cái cõi này mà chống lại quy luật này được. Chỉ có đúng thế giới cực lạc không già, không bệnh, không chết. Vì sao? Vì sao thế giới cực lạc không già, không bệnh, không chết? Vì cái nhân của thế giới cực lạc là cái nguyện của Di Đà phát lên. Và khi chúng ta sanh về thế giới cực lạc, chúng ta không có bị dính ngay cái chỗ là tinh cha quyết mẹ, cái sự ân ái của cha mẹ tạo ra sản phẩm là chúng ta. Còn chúng ta đến cái cõi này là do cái nghiệp lực chiêu cảm đến, và do cái tình ái nhiễm giữa cha mẹ giao hợp mà chúng ta xuất hiện ngay cái sản phẩm đó. Từ ngay cái chỗ giao hợp là ái nhiễm là không thật, từ nơi đó sản phẩm của ta là do nghiệp quả, nên cuối cùng chúng ta cũng phải bị tiêu diệt là lẽ tự nhiên. Nó không có gì mà gọi là lạ hết. Còn thế giới cực lạc là do nguyện lực của Di Đà. Chúng ta sanh ra từ hoa sen, nó không có bị ô nhiễm từ tinh cha quyết mẹ và ái nhiễm, mà là do cái nguyện của Di Đà tu đã thành Phật, và Ngài phát lên lời nguyện để tiếp dẫn chúng sanh. Khi chúng ta theo cái lời nguyện đó mà niệm Phật, chúng ta được sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta sanh ra từ hoa sen. Hoa sen cái biểu trưng cho thanh tịnh, tinh khiết, nó không có bị ô nhiễm. Nên con người chúng ta tinh khiết, nó không có bị ô nhiễm, thì không già, không bệnh, không chết. Đây là vô cùng tự nhiên. Nguyên lý là như vậy đây. Nên chúng ta ở cái cõi này là do nghiệp quả. Như vậy thì cái chuyện già bệnh chết là quá cứ là tự nhiên, không có gì phải sợ cả. Nó có những người trong bụng đã chết rồi là do nghiệp quả đến thế gian, chỉ ở trong bụng là chết. Có những người sinh ra một tháng hai tháng thì chết, có những người một năm hai năm thì chết, mười năm hai chục năm thì chết, đều là do cái có số mệnh vắng số hay là số mệnh dài, là do cái phước duyên của chúng ta đến thế gian. Như vậy thì quý vị sẽ vô cùng bình yên rồi, có gì mà lo? Không có gì lo cả. Đoạn đường của chúng ta đi tới phản nào đã có cái định mệnh hết rồi. Nên chúng ta cứ sống cho tốt đi. Sống cho tốt thì mỗi ngày bị sống là rất là vui. Vui vẫn là có ý nghĩa. Niềm vui khi ngày chúng ta ra đi khỏi cái thế gian này, chúng ta sẽ đi đến cái cảnh giới càng tốt hơn nữa. Vì niềm vui sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ tốt hơn nữa. Và nhất, học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan niệm. Chỉ cần tu học đúng như lý, như pháp, thì bất kỳ tai nạn nào, đau khổ, bất hạnh nào cũng đều có thể lần lượt qua giải. Quá hay. Vì thấy những văn tự này những đức viết cách nay khoảng 8 năm về trước. Những văn tự này học nhiều lần lắm, tại vì bị quên rồi đó. Nên rất là hay. Học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan niệm. Quan niệm sai lầm thay đổi lại thành cái quan niệm tốt đẹp. Thể chất của chúng ta từ đó cũng sẽ thay đổi tốt đẹp. Chúng ta nghe những văn tự này thì quý vị phải nắm được. Nếu như chúng ta học Phật như lý như pháp, thì bất kỳ tai nạn nào, đau khổ bất hạnh nào cũng đều có thể lần lượt qua giải. Qua giải hết. Trong Phật pháp dùng cách hóa giải này không tạo nghiệp, gọi là hóa giải từ tâm. Đây gọi là thuận theo tự nhiên để mà hóa giải. Không có đi ngược lại quy luật tự nhiên. Nhớ, không có đi ngược lại quy luật tự nhiên. Thí dụ như một con vật bị bệnh, chúng ta nghĩ rằng con vật này nó sẽ lây cho con vật khác, chúng ta giết con vật này để đừng lây con vật khác. Đây là phá hoại quy tắc tự nhiên. Phải nhớ. Còn nếu như quý vị chữa bệnh cho con vật này hết lòng, đây là tự nhiên. Nếu con vật này chết đi, đó là số mệnh đến. Đây gọi là trong Phật pháp dạy tự nhiên. Và chỗ đặc biệt nhất là nội tâm của mình thiện, để hóa giải chất độc, hóa giải những tai kiếp từ tâm. Tại vì sao? Trong kinh Phật dạy, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Một con người thiện đến hoàn cảnh xấu sẽ trở thành hoàn cảnh tốt. Một con người bất thiện đến một hoàn cảnh phong thủy rất tốt, chính cái tâm bất thiện sẽ phá cái hoàn cảnh tốt đó. Vì tâm bất thiện họ sẽ đốn cây phá đất, họ sẽ làm những điều không phải nơi đó, hoàn cảnh nơi đó sẽ thành xấu.
Còn một con người thiện đi đến đó thì giúp cho phong thủy xanh tươi, đất đai màu mỡ. Từ cái tâm thiện của họ, cây cối, con vật, chim chóc đều rất thích quy tụ về. Chim thì hót ca, cây thì xanh tươi, hoa thì rộn ràng, trái ngọt có. Từ nơi đó mà cái người thiện đi đến đâu thì nhất định hoàn cảnh nơi đó rất là tốt, rất là tốt. Quý vị khi tin được chỗ này rồi thì nhất định quý vị sẽ dùng cái tâm thiện của mình để mà giúp cho mọi người. Tâm thiện của mình, mà tâm thiện gì đặc biệt nhất, nó phải có một tiêu chuẩn. Tâm thiện gì? Niệm Phật. Niệm Phật là đặc biệt nhất. A là Vô Di Đà là lượng, Phật là giác. Giác là hiểu biết rồi. Từ nơi đó mỗi ngày niệm Phật là niệm ra cái hiểu biết. Cái hiểu biết cuộc đời con người có sanh thì có tử. Phật nói trong kinh rằng cái quả địa cầu chúng ta sống thành trụ hay không, cái thân chúng ta có sanh già bệnh chết. Hiểu rồi, niệm có vật hiệu là hiểu được rồi. Hiểu được rồi thì mỗi ngày sống rất là tốt. Tất cả hoàn cảnh gì cũng sẽ không tồn tại. Quý vị coi, có nhiều người giàu vô cùng sớm mai đã tan biến, có tồn tại gì đâu. Chúng ta nên nhìn cái hiện cảnh rõ ràng để sống. Có những người tính ra một cái sự nghiệp lâu dài vô cùng, có thể qua đời này tiếp nối đến đời khác, nhưng cả đời của họ sống như thế nào, đây mới là cái uổng phí một đời. Nói rằng tôi gì đời sau, bạn gì đời sau, cuộc đời của bạn không có một cái tương lai an lạc, sống tốt đẹp gì hết. Như vậy thì cái gì đời sau của bạn, đời sau ai mong muốn như vậy? Bạn phải làm sao hiện tại cái đời của bạn tốt đẹp nè. Cái đời của bạn tốt đẹp cũng như là ngày hôm nay bạn đang sống tốt đẹp. Như vậy thì cái cơ hội của ngày mai bạn sẽ có được sự tốt đẹp. Còn nếu như cái ngày hôm nay bạn đang khổ, lo, sầu, não, như vậy thì cái ngày mai của bạn là một màn đêm u tối rồi. Một đời tệ hơn một đời là gì sao? Vì đời này khổ, đời sau tiếp nối là càng khổ. Phải nhớ đó, cái chỗ đặc sắc nhất là hiện cảnh đang sống nè. Bạn phải hiện tướng sống làm sao để cho nó tốt, để đời sau học theo cái tốt đó mà sống. Như vậy thì càng ngày càng tốt. Nó từ ngay cái tâm, quý vị à, từ ngay cái tâm đó. Hãy sống trong thế giới biết ơn. Khi quý vị gặp tai kiếp thì quý vị hãy nhớ, hãy sống trong thế giới biết ơn. Vì chúng ta không biết ơn mà quên ơn mọi nghĩa, từ nơi đó mà kiếp nạn mới đến với chúng ta. Phật nói tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ của chúng ta. Trong kinh Phật dạy, xem người nam như cha mình, xem người nữ như mẹ mình. Người chết làm dê, dê chết làm người. Như vậy thì chúng ta ăn thịt con gà, khi chúng ta chết chúng ta phải thành gà cho nó ăn lại. Cha mẹ của mình cũng từng sát cái sanh hại vật để nuôi mình. Như vậy thì cha mẹ mình chết đi sẽ làm con vật này, ta được làm người ta lại ăn thịt con vật này. Nên học Phật có tình lý, vậy chúng ta ăn chay là có tâm từ bi. Ăn chay là có tâm từ bi, là biết nhớ ơn, biết nhớ ơn. Nếu người người mà ăn chay như vậy thì cần gì phóng sanh nữa. Ăn chay là đại phóng sanh đó. Mà ăn chay tâm sẽ dịu, ăn chay người sẽ hiền lại. Sống trong cái tâm biết ơn, đấy là quá giải bệnh. Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ. Họ khiển trách mình, họ chỉ trích mình. Nếu mình nhận thức được thì việc này mình có kinh nghiệm, nên phát sinh được trí tuệ là ngay chỗ này. Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Họ muốn chù dập cho mình ngã, nên cái sức đứng mình sẽ mạnh hơn.
Còn có khi không bị trù dập gì, có khi mình lơ là thử té. Phải nhớ. Thí dụ như chúng ta đang đứng, có người muốn xô ngã ta, thì nhất định cái thấy đứng chúng ta phải mạnh lại, để họ xô mình đừng ngã. Nên phải nói rằng là biết ơn. Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập. Rõ ràng những đức tự lập được là nhờ từ khi còn nhỏ, những đức ít gì cũng xa mẹ sớm. Sự tự lực những đức rất là cao. Và khi những đức bị bà sư phụ chửi thời gian mười mấy năm, đi làm với bà phần nhiều bị chửi, 3 năm đầu bị chửi nhiều nhất. Bây giờ những đức có thể học Phật được một chút là do nhờ cái bị chửi đó. Sức kiên nhẫn những đức rất là cao, rất là cao. Đúng ra mình không có tâm quyết, nhưng bà chửi mình ra tâm quyết. Có những người bị chửi người ta ra tâm quyết, có những người bị chửi người ta ba trợn luôn. Chửi giết rồi họ bế tắc luôn. Không phải ai cũng được chửi mà ngon lành đâu. Nhưng mà câu này tóm gọn là phải biết ơn. Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Nghe nói gì ông chồng đánh đập mình biết ơn cũng khó lắm ha. Mà có khi chưa đánh đập bằng đòn roi, nhưng đánh đập từ nội tâm. Quý vị coi đánh đập bằng đòn roi xong rồi buông xuống nhẹ hơn, hay là nội tâm dày dò làm mình khó chịu. Nội tâm bị dày dò là bị nói những lời làm mình đau khổ. Hai người thương yêu nhau, sống với nhau mà nói nhau những lời làm nhau đau khổ. Khi nói rồi mình không trả lời được ấm ức trong nội tâm của mình, đây gọi là dày dò còn hơn bị đánh. Thà bị đòn roi xong thì có thể lành được vết thương đó, còn khi mà dày vò trong nội tâm làm cho mình tổn thương thì cái này vết thương lòng khó lành lắm bạn à. Nên từ nơi đó cái vết thương bên ngoài da thì dùng thuốc tẩm thì nó lành dễ đúng không, nhưng nếu mà vết thương lòng mà gọi là mà muốn lành được là phải nhờ câu Phật hiệu thôi. Niệm Phật đó, nó đắp vào cái vết thương đó thì tự nhiên nó sẽ quyển chuyển lại, thì lúc đó quý vị không còn buồn giận nữa. Nên mình phải đổi cái quan niệm mình lại nha. Hãy biết ơn những người lừa gạt ta, vì họ tăng kiến thức cho ta. Quý vị biết rằng lừa gạt mà gọi là nói kiếm biết ơn nó cũng không dễ, không dễ đâu. Nhưng nếu quý vị mà có tâm giải thoát thì được á. Có tâm giải thoát thì được. Có cái ông này, ông cũng đi đến chùa mình. Ông đến ông gặp những đức. Buổi trưa ông chờ những đức ở dưới nhà bếp, thấy tội nghiệp đứng chờ những đức. Mà những đức hồi đó giờ vô chùa tu gặp nhiều nhiều cái duyên này lắm. Cũng là duyên, thấy tự nhiên thấy tội nghiệp và thấy tự nhiên mình đưa cho anh ta. Ông nói tội nghiệp lắm. Xong những đứa cầm 30 triệu đưa cho ông, mà không có suy nghĩ ông trả gì hết. Nhưng mà lần sau tiếp tục, buổi trưa ông đứng nữa, ông vô nhà bếp nữa. Thì lần này những đứa gặp ông, những đứa nói rằng tôi trả nợ cho ông xong rồi. Duyên nhiều đời nhiều kiếp thiếu nợ ông. Cái bữa đó đó gặp ông đó thì gọi là tự nhiên trong lòng muốn đưa cho ông, thì nó là có nhân có quả. Nhưng mà bữa nay ông đến nữa thì trong lòng không có muốn đưa ông. Ông có nói gì cũng bằng không thôi à. Những đức nói thẳng với ông là những đức đưa cho ông có trả hay không trả lần trước là những đức không có nghĩ tới đâu. Nhưng mà lần sau này ông đến, ông tiếp tục ông nói nữa, nhưng mà trong lòng những đức bây giờ là không có đưa cho ông đâu. Thôi ông về đi. Xong rồi đó. Không? Rất là rõ ràng, các vị thấy chưa? Nên những đức có kinh nghiệm là đưa tiền cho người đừng có mong người trả. Những đức đâu có bao giờ mà những đức nặng nề đâu. Nó không có nói tiền tam bảo tiền ai, nó là nhân quả, là nhân quả. Đừng có đặt vấn đề nặng quá, đối với mình nó khổ lắm. Chỉ cần lúc đó trong tâm của mình tâm gì thì tự nhiên mình sẽ hiểu thôi. Còn khi đưa tiền cho người ta đừng nghĩ người ta trả, nghĩ người ta trả người ta không trả thì phiền não lắm. Hoặc là đưa tiền cho người ta rồi mà ta nói 3 ngày người ta chưa trả, mình ở nhà ăn ngon ngủ không yên thì mình chết chắc rồi đó. Thôi được rồi, không trả thì thôi.
Ta vẫn sống những ngày tốt đẹp của ta thôi, cái gì đâu. Nó cũng không có mắc mát vào đâu cả. Mắc bên đây thì nó xuất hiện bên kia thôi. Hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị vô cùng tự tại. Phải có tâm giải thoát nó mới được vậy. Chứ nếu không á, làm cực quá trời luôn, đưa cho người ta cũng khó lắm quý vị. Nhưng quý vị nói rằng thầy đâu có làm cực đâu. Không phải đâu, vì nó phát tâm thôi. Chứ tâm chưa phát một cách nó cũng không có đưa ra đâu. Dễ gì. Nhưng mà trong thời điểm tu mình nhận thức được nhân quả quý vị, nó cưỡng lại lương tâm nó nặng nề lắm. Khi vừa gặp có những người mình nghĩ rằng là giống như mình có duyên nợ gì với người ta, tự nhiên người ta nói mấy câu thôi mình thấy thương tâm lắm, quý vị chịu không nổi. Mà không đưa lúc đó là nội tâm của mình sẽ bị dày dò. Thì đó là nghịch duyên rồi. Nhưng quý vị đưa rồi quý vị nhẹ nhàng lắm là đủ duyên rồi. Rồi khi quý vị mà sau này gặp lại họ hỏi nữa, quý vị không đưa, bởi vì vẫn tự tại, đó gọi là nợ trả xong rồi. Hiểu liền ha. Nó đặc biệt lắm. Nó tu học là phải hành trì rồi mới thấy được. Đây là những nguyên lý mà Đức nghe pháp và thượng tịnh không mà có hành trì luôn đó. Mà thấy ra luôn là có hành trì. Hãy biết ơn những người làm hại ta vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta. Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định và thành tựu. Có nghĩa là tất cả những sự tổn hại đều là phải mang tâm cảm ơn. Nếu quý vị là người có tâm giải thoát, có nghĩa là mình cứ học đi để nó âm hưởng chính mình. Làm được bao nhiêu thì làm, đừng có nặng nề quá. Phàm phu mà, đúng không? Cảnh giới này cảnh giới của Hòa Thượng, gọi là những lời vàng ngọc của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Còn chúng ta là học văn tự của Hòa Thượng, cảnh giới chưa đạt chỗ đó. Chúng ta học được bao nhiêu thì học, cứ học hoài để tăng trưởng cảnh giới. Chứ làm gì một lần, trời ơi nặng nề quá, nghe thầy nói mà làm chưa được, nó khó chịu gì đâu. Khó chịu chi à? Đừng có khó chịu. Học là cứ học đi, làm được bao nhiêu thì làm, rồi mai mốt học nữa, rồi tăng lên một chút nữa. Cứ từ từ mà tăng lên. Hòa Thượng tu bao nhiêu chục năm rồi, ta thì mới tu. Ta cứ nghĩ như vậy thì nó nhẹ hơn nhiều. Chỉ cần chúng ta có một tiêu chuẩn. Thí dụ như chỗ đó có một cây cờ, chúng ta mỗi người cùng chạy, ta nhất định sẽ chạy tới cây cờ đó đó. Như vậy thì nhất định quý vị sẽ đến cây cờ đó. Quý vị nếu có tâm quyết thì đến cây cờ sớm hơn. Còn nếu quý vị từ từ, nhưng con tôi có mục tiêu cây cờ đó, thì nhất định sẽ tới cây cờ đó đó. Dù là con rùa hay con thỏ gì đi chăng nữa, mà con rùa quý vị có thấy nó có cái hay. Con rùa là do gì? Cái góc độ của nó đặc biệt quá, nó có mục tiêu của cây cờ, mà nó bò nhất định là đường thẳng, chứ không phải bò đường vòng. Con rùa tí đi chậm nhưng đi đường thẳng. Con rùa thông minh, nó chọn một cái góc độ đường thẳng. Còn con thỏ thì chạy vô cùng nhanh, nhưng con thỏ đi đường vòng. Vì sao? Vì mê trơn. Chúng ta có thể biết được góc độ con thỏ là mê trơn. Mê trơn đi đường vòng, vừa chạy mà vừa nhìn hoa, nhìn mây, nhìn trăng, nhìn nước. Rồi có khi gặp quán cà phê ngồi lại uống cà phê trơn, lại ra nhịp chân vài ly rượu đế. Từ nơi đó say xỉn quá, ngủ một giấc, một giấc ngủ ra trễ thời gian dài quá rồi. Một giấc ngủ con thỏ mà mất thời gian dài như vậy đó. Còn con rùa thì cứ lụi cụi mà bò bò. Từ xa xa thấy lá cờ phất phơ, con rùa cứ nhìn lá cờ, ta quyết chí, lá cờ ta đã thấy rồi kìa, ta cố gắng, ta cố gắng. Cũng như bây giờ quý vị đã gặp được tịnh độ, gặp được tịnh độ nguyện Di Đà là lá cờ, chúng ta đã thấy rồi. Bây giờ quý vị chỉ cần có mục tiêu niệm A Di Đà Phật, thì cũng như con rùa tí đi chậm nhưng nhất định sẽ đến lá cờ. Chắc chắn. Nên chỗ đặc biệt nhất là có một tiêu chuẩn. Những đức lấy tiêu chuẩn niệm A Di Đà Phật, tán thán A Di Đà Phật, tất cả hạnh những đức quy về A Di Đà Phật, tất cả phước đều là A Di Đà Phật, tất cả nghiệp đều là A Di Đà Phật. Có nghĩa là thiện ác gì cũng A Di Đà Phật. Cả đời những đức như vậy, ai có nhàm chán thì kệ họ. Những đức cứ A Di Đà Phật, cứ tán thán A Di Đà Phật mãi như vậy. Ai thích nghe không thích nghe thì kệ. Nghe bây giờ mấy mốt không thích nghe nữa là duyên chỉ tới đo thôi. Tiếp tục người khác nghe. Người khác nghe một thời gian, tôi chán quá, ông cứ A Di Đà Phật hoài, tôi cứ niệm hoài mà tôi có thấy cái gì đâu, tôi đi niệm cái khác. Thì được rồi, duyên đến đó thôi, thì tiếp tục tới người khác đến học nữa. Nhưng cuối cùng thì ta đã đi đến A Di Đà Phật. Tại vì sao? Vì sự kiên trì của ta là A Di Đà Phật và đến A Di Đà Phật. Còn người kia thì không chịu nghĩ rằng ta đi đến A Di Đà Phật, mà ta muốn đạt mục tiêu niệm A Di Đà Phật là được cái đó.
tôi muốn cắt cái nhà, tôi muốn mua chiếc xe. Họ cứ nghĩ như vậy thì tính vào phước duyên. Còn ta thì niệm A-di-đà Phật rồi đến mục tiêu là A-di-đà Phật, đến gần thân cận A-di-đà Phật. Như vậy thì nhất định cái mục tiêu này chúng ta cứ nói hoài và tán thán A-di-đà Phật hoài thì đời này chúng ta nhất định sẽ đến ngay Đức Phật A-di-đà. Chắc chắn là như vậy thôi. Nguyên lý này quý vị nghe rất dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Nên chư tổ mới nhắc mình là nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài là như vậy. Một tiêu chuẩn tu học hơn nhau chỉ đúng cái chỗ là bạn có tiêu chuẩn hay không. Tiêu chuẩn của bạn đặt vào ngay chỗ nào? Nguyện thứ 18. Lấy nguyện thứ 18 làm trung tâm của tịnh độ. Niệm A Di Đà Phật lấy nguyện 18 là chí tâm tinh ưa. Chí tâm là chỉ có một phương hướng, tinh ưa là thích thú. Đức Phật A Di Đà thích thú thế giới Cực Lạc, bạn cứ tu như vậy tuyệt. Quý vị thấy tịnh độ giảng thích như vậy vì sao? Vì niệm Phật. Niệm Phật mới giảng thích thú như vậy vì sao? Vì niệm Phật là niệm trí tuệ của Phật. Bạn niệm trí tuệ của Phật thì bạn có trí tuệ. Bạn niệm trí tuệ của Phật thì bạn có trí tuệ. Chắc chắn là như vậy. Quý vị nghe như vậy ai cũng thoải mái vô cùng, trong nội tâm vô cùng là mát mẻ, ngủ cũng thấy mát mẻ nữa. Nó đặc biệt, nghĩa là nó quên cả cái đau chân. Đau chân thì thẳng chân thôi, vô cùng là tự tại. Còn bạn không thích thẳng chân thì bạn chùm hõm thôi. Cứ như thế nào miễn bạn thích là được rồi. Có nghĩa là bạn như thế nào bạn thích là thấy đặc biệt rồi. Bạn muốn xích bằng, bạn muốn chùm hõm, bạn muốn thẳng chân, bạn muốn như thế nào cũng được nếu bạn thích là được rồi. Thích như thế nào chiều như vậy. Nghĩa là vô cùng là tự tại vậy thôi. Nó nên niệm Phật là như vậy đây, chứ niệm như thế nào. Những đức hướng dẫn người niệm Phật, người ta ai cũng nói vô cùng dễ. Người ta hỏi phương pháp niệm Phật như thế nào, những đức nói thở như thế nào niệm như vậy. Lại Phật, lại như thế nào thở như vậy. Sao dễ quý vị. À, đúng rồi, thì bạn lại như thế nào bạn thở vậy đi thì nó không bị tắc nghẽn. Còn bạn ép hơi, bạn chữ hơi lễ xuống. Bạn lên rồi, lúc trước mình cũng hướng dẫn đó, mình lên cái là nó khác thường đúng không? Thôi do thôi, bây giờ bạn cứ lễ sao bạn thở vậy đi. Rồi khi mà bạn niệm Phật cũng vậy, bạn niệm sao bạn thở vậy đi. Có nghĩa là nó làm sao tự nhiên nhất. Tự nhiên nhất là đặc biệt nhất. Những đức đã kinh nghiệm rồi, từ từ đi vào cái thế là tự nhiên. Niệm Phật là cá nhân của mỗi con người. Bạn niệm như thế nào bạn thấy tiện nhất của bạn thì bạn niệm. Còn khi bạn vào trong đạo tràng thì bạn theo đạo tràng cho dông. Còn khi bạn niệm ở ngoài, bạn niệm như thế nào bạn thích thì bạn cứ niệm như vậy. Nhưng chỗ đặc biệt nhất của bạn là niệm đơn giản nhất A Di Đà Phật.